Ngọc Trinh tết tóc hai bên hóa nữ sinh quá xinh đẹp, ngồi cạnh Diệm Diệu Nhi không ngóc đầu nổi. Trong tà áo dài của nữ sinh trung học, cả Ngọc Trinh và Diệu Nhi đều khiến fan thích thú vì quá đáng yêu. Cả hai nàng vẫn cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp và không kém phần nhắn nhít dù đã qua cái thời học sinh từ rất lâu. Thánh lầy Diệu Nhi chu mỏ hít cỡ bên Ngọc Trinh duyên dáng đáng yêu. Hai nữ diễn viên đang được đạo diễn hướng dẫn một cảnh hành động trong phim. Đây là một dự án phim Tết có sự tham gia của Ngọc Trinh và nhiều nghệ sĩ hài trong làng giải trí. Trong bộ phim, nữ hoàng nội y gây chú ý trong tạo hình trong trẻo ngây thơ, với mái tóc ngố và cách ăn mặc giản dị trái ngược ngoài đời. Cô nàng để mái ngố trẻ trung và rất dễ thương. Ngọc Trinh cùng đoàn làm phim làm lễ khai máy. Trong quá trình quay, nữ diễn viên luôn khiến fan thích thú khi ghi lại những khoảnh khắc giản dị và đáng yêu, hay cả dáng ngủ lầy lội như thế này. Fan nam khen Băng Nhi ngon nhưng khuyên đừng bao giờ lấy làm vợ, cuối cùng bị phản đòn nhục nhã. Fan nam tự nhiên vào Facebook của Băng Nhi rồi phát ngôn bừa bãi, bị cô nàng cho một bài học. Sau khi nổi tiếng với vai diễn phản diện cướp chồng người khác trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, thì tên tuổi Băng Nhi được nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết. Vì bị lẫn lộn giữa vai diễn và đời thường, hơn nữa do diễn xuất quá đạt nên Băng Nhi bị nhiều khán giả ghét lay. Cả ở ngoài đời, nữ diễn viên cho biết ngày nào cũng nhận được những tin nhắn chửi bới đe dọa của khán giả vì đi giật chồng người khác. Và cô không ít lần đã bức xúc trước thực trạng này. Cách để ít giờ, một độc giả nam còn vào bình luận trong status của Băng Nhi, khen cô ngon quá, tuy nhiên lại khuyên rằng không nên lấy vợ diễn viên vì có kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Không ngần ngại, Băng Nhi đã đáp trả bằng những lời lẽ khá gay gắt, khiến fan nam này chạy mất dép, không dám bình luận lại. Cụ thể Băng Nhi viết, bạn có vợ là diễn viên rồi hay sao mà nói như vậy? Mà cho dù bạn có vợ là diễn viên thì bạn cũng không được quyền nói về người khác như vậy, như thế là kém lịch sự lắm. Đây không phải là lần đầu tiên Băng Nhi lên tiếng bức xúc khi bản thân cũng như nghề nghiệp của mình bị xúc phạm. Fan nam bị Băng Nhi đáp trả gay gắt và không nói được gì thêm nữa, cô cho biết mình cũng không bận tâm. Vì đóng quá đạt nên Băng Nhi bị khán giả ghét lây. Tuy nhiên khán giả thông minh thì chắc chắn sẽ nhận định được rạch ròi giữa phim và đời thật. Trước đó Băng Nhi cũng đã rất tức giận khi bị cô là người giật chồng. Băng Nhi khá buồn khi nhiều khán giả không hiểu chuyện suốt ngày nhắn tin bình luận chửi bới. Ngoài đời, Băng Nhi là một cô gái xinh đẹp, cá tính. Cô sở hữu thân hình rất đẹp và gợi cảm. Phong cách thời trang của cô nàng cũng miễn chê. Nhờ cô Gạo Nếp Gạo Tẻ mà tên tuổi Băng Nhi được biết đến nhiều hơn. Trên phim thì ghê gớm, nhưng ngoài đời cô rất hòa đồng và được mọi người yêu mến. Băng Nhi cũng đã có bạn trai, cả hai rất đẹp đôi. Trấn Thành, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn. Người ta ăn ở phải nên được trời thương, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn như thế này, Trấn Thành than vãn. Vừa qua 26 tháng 7, tập 10 chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu lên sóng với nhiều phần thi thú vị và táo bạo. Trường Giang nhắc Hương Giang đừng đùa, đừng giỡn như vậy. Trong phần đầu chương trình, ba đội chơi Trấn Thành, Harry Won, Trường Giang, Hương Giang, Hứa Vĩ Văn, Kỳ Duyên sẽ được đến một trường mẫu giáo. Tại đây họ sẽ phải dạy các bé trong đội mình nhớ được những bức hình con thú. Đội nào nhớ được nhiều hình hơn sẽ chiến thắng. Việc dạy dỗ những đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi là điều vô cùng khó khăn. Rất nhiều bé không chịu học mà chỉ bỏ đi chơi hoặc khóc lóc không nghỉ. Kỳ Duyên phải thốt lên, tôi cảm thấy bất lực, đứa bé khóc nhiều khiến tôi cảm thấy rất xót. Tôi chỉ biết bế nó lên để dỗ dành nhưng không được. Cuối cùng ban tổ chức cũng phải gọi mẹ đứa bé vào chứ tôi không thể dỗ được. Hương Giang cũng phải thừa nhận, làm việc với những đứa bé rất cực. Trên lý thuyết người ta bảo có cách nọ cách kia để dỗ bé, nhưng thực tế là chẳng có cách nào như vậy. Để dỗ các bé, Hương Giang đã cố nhảy múa hát ca, nhưng Trường Giang lại tạt gáo nước lạnh khi nói, Giang ơi các con đang sợ, cứ từ từ đừng đùa đừng giỡn như vậy. Điều này khiến Hương Giang hơi hụt hẫng. Trấn Thành, tôi nghĩ việc bỏ mặc đứa bé như vậy là phương pháp giáo dục tốt nhất. Về phía mình, Hứa Vĩ Văn lại cho rằng, tôi nhất quyết không dỗ một đứa bé nào vì tôi biết càng dỗ nó sẽ càng khóc. Tôi sẽ có kinh nghiệm trong mấy đứa cháu ở nhà rồi. Tôi mặc kệ Kỳ Duyên dỗ dành còn mình đi chơi với những đứa khác. Đồng tình với quan điểm của Hứa Vĩ Văn, Trấn Thành cũng nói, thấy đứa bé khóc, chúng tôi mặc kệ nó khóc rồi ra chơi với những đứa khác. Nó khóc chán rồi sẽ thôi. Tôi nghĩ việc họ bỏ mặc đứa bé như vậy là phương pháp giáo dục tốt nhất. Phải để cho đứa trẻ tự lập, bản năng đầu tiên của đứa bé là khóc. Nếu cứ dỗ dành thì nó lại càng khóc. Cuối cùng đội Trấn Thành và Trường Giang là nhớ được nhiều tấm hình nhất. Riêng đội Trấn Thành có một bé khá thông minh, chỉ hình nào cũng nói đúng khiến anh phải thốt lên. Cuối cùng thì do vợ chồng tôi ăn ở tốt nên con nó chỉ hình nào cũng trúng khiến chúng tôi lội ngược dòng. Trời ơi, con nó cứu vợ chồng tôi, mừng muốn rớt nước mắt,
nhờ nó mà vợ chồng tôi muốn có con. Thử thách nhạy cảm thay bỉm cho bé trên sóng truyền hình. Trong thử thách tiếp theo, các đội sẽ phải thay bỉm cho những đứa bé trong đội của mình. Đây là thử thách khá táo bạo, nhạy cảm vì thông thường, ngoài cha mẹ và người thân các bé, người ngoài không được tự ý cởi đồ của chúng để thay bỉm cho chúng. Tuy nhiên Trường Giang lại cho rằng việc thay bỉm cho trẻ trên sóng truyền hình là không có gì cả, anh nói. Thay bỉm là công việc rất đơn giản, chỉ cần bế một bé to nhất lên, ước chừng cân nặng, rồi lấy loại bỉm có ghi số nặng đó để mặc cho bé. Sau đó chúng tôi sẽ đo số bỉm giảm dần theo cân nặng của từng bé. Các bé rất dễ chịu cho thay tã, thay đồ hết, không có gì cả. Trứng thành, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn. Sau đó họ phải dạy các bé nhảy theo giai điệu một bài hát để đi thi. Hương Giang tỏ ra thích thú, cô nói. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ rất mệt, nhưng sau khi dạy các bé nhảy tôi không còn mệt nữa. Có lẽ do sự đáng yêu của những đứa trẻ nên tôi không còn biết mệt là gì. Đội Kỳ Duyên tỏ ra khá thất vọng về phần thi nhảy của mình vì chỉ có duy nhất một bé nhảy theo. Tuy nhiên Trứng Thành lại thừa nhận đội Kỳ Duyên có một bé gái nhảy khá đẹp. Chính ra đội đó nhảy tốt hơn đội tôi. Theo tôi biết bé đó được đặt tên là Lý Nhã Kỳ nên cũng kỳ lắm, nhảy kỳ mà đẹp. Trứng Thành cũng tỏ ra thán phục trước bài nhảy của đội Trường Giang và cho rằng đội mình nhảy tệ nhất, anh buồn bã nói. Đội Trường Giang có hẳn một cặp bé trai bé gái, nói sao nhảy đấy rất dễ dàng. Đúng là người ta ăn ở phải nên được trời thương, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn. Cha đẻ của già cổ Hoài Lang bị ung thư vòm họng, nhưng ông vẫn âm thầm giấu kín cho đến phút nhắm mắt xuôi tay. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng trong mắt đồng nghiệp là người nghệ sĩ đáng kính, dù nghèo khó bệnh tật cũng quyết không để khán giả rũ lòng thương. Anh thợ xây vô tình và phải nghệ thuật thành tác giả của vở kịch Cháy Vé suốt 20 năm. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng tên thật là Hồ Kim Hoàng, sinh năm 1963 trong một gia đình có 5 anh em. Vì nhà nghèo nên học hết lớp 9 ông phải nghỉ học đi làm công nhân xây dựng. Một lần ông được người bạn rủ lên Sài Gòn đi thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2. Nghe lời bạn, anh thợ xây Kim Hoàng vào phòng thi cho vui, ai ngờ đổ mà bạn thì trượt. Thanh Hoàng đặt chân vào nghệ thuật đầy lạ lùng như thế. Tốt nghiệp trường sân khấu, Thanh Hoàng về trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận công tác. Ông bắt đầu chấp bút cho các vở kịch, cho các hội diễn nghệ thuật quần chúng, rồi vừa dàn dựng vừa tham gia diễn xuất. Chính ông cũng không thể ngờ được 10 năm sau mình lại trở thành một ngôi sao của làng kịch nói Sài Gòn. Năm 1963, Thanh Hoàng vô tình nghe được bản nhạc Dạ Cổ Hoài Lang của nghệ sĩ Cao Văn Lòng. Quá xúc động, ông đã viết một vở kịch lấy cảm hứng từ bản nhạc này để nói về một vấn đề rất thời sự khi ấy, là nỗi lòng của những người Việt Kiều xa xứ. Vở đoạt giải tư, cũng vì đoạt giải tư chứ không phải giải nhất nhì, nên đạo diễn trẻ Công Ninh, người vừa tu nghiệp ở nước ngoài về mới nhận lời dẫn vở. Cái lý của Công Ninh là giải nhất, giải nhì thì thường giáo đều khô cứng, giải tư thì được. Kết quả là vở kịch của một tác giả quần chúng lần đầu có tác phẩm lên sân khấu chuyên nghiệp đã đưa tên tuổi của toàn bộ ekip trẻ thành những ngôi sao có chỗ đứng vững chắc trong làng sân khấu suốt hơn 20 năm qua, bao gồm cả Thành Lộc, Hồng Vân, Việt Anh và Quốc Thảo. Dạ Cổ Hoài Lang là vở kịch duy nhất hiện nay được diễn liên tục trong suốt 24 năm, qua tới tổng cộng hơn 1.000 suất diễn. Thời gian đầu, vở diễn 3 suất mỗi ngày tại sân khấu kịch 5B. Nhưng khán giả Sài Gòn phải ròng rắn xếp hàng dài từ đầu Võ Văn Tần đến tận Hồ Con Rùa để đặt mua trước cả tuần mới mong có một tấm vé đi xem. Năm 1995, vở kịch ra Bắc dự định chỉ lưu diễn 1-2 ngày, cuối cùng kéo dài thành hơn 10 suất diễn. 24 năm qua đi, rất nhiều thế hệ diễn viên và đạo diễn đã nhờ Dạ Cổ Hoài Lang mà có được bệ phóng trong làng sân khấu. Năm 2017, phiên bản điện ảnh của Dạ Cổ Hoài Lang đã ra đời với bàn tay dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đã tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn. Vẫn là Thanh Hoàng viết kịch bản, đồng thời ông cũng tham gia một vai nhỏ trong phim là cha ruột của Năm Triều. Ngày phim ra mắt, Thanh Hoàng lặng lẽ đứng ở một góc thảm đỏ, dành sự chú ý cho các nghệ sĩ trẻ. Từ trước tới nay vẫn vậy, ông lúc nào cũng trầm lặng như thế. Có bao nhiêu sôi nổi Thanh Hoàng đều dùng cả vào những kịch bản, những vở diễn, những bộ phim của mình cả rồi. Người nghệ sĩ của lòng tự trọng, với sự đa năng của mình, Thanh Hoàng trải qua nhiều công việc khác nhau trong sự nghiệp. Tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên, rồi đảm nhận vị trí giám đốc nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B trong nhiều năm, cho đến khi chủ động rời bỏ cương vị này vì tự thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm với anh em. Nói về việc rời bỏ này, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng từng tâm sự,
Tôi thèm trở lại với nghệ thuật, dành hết thời gian và tâm trí cho những kịch bản đang ấp ủ. Làm lãnh đạo là phải tư duy theo kiểu khác. Cứ bị xé cảm xúc ra không viết được. Thêm nữa, tôi chuẩn bị cho con tôi sang nước ngoài du học nên chạy show đóng phim lo tài chính nhiều quá. Tôi không muốn vì việc riêng của mình mà làm anh em trong nhà hát thất vọng. Ngày trước tôi về nhà hát với con người nghệ sĩ mà thôi, giờ tôi trở lại cũng với con người nghệ sĩ ấy. Trên màn ảnh, nghệ sĩ Thanh Hoàng ít khi đóng những vai lớn, những vai diễn nào của ông cũng là luôn một điểm nhấn đặc biệt. Nét diễn tự nhiên sâu sắc và điêu luyện, khả năng diễn xuất đa dạng, tà có, chính có, hài có, bi có của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng khiến các nhân vật mà ông hóa thân luôn đem đến sự thú vị ấn tượng cho khán giả. Song tài năng là vậy, Thanh Hoàng lại lựa chọn một cuộc sống kín đáo lặng lẽ, lẫn trốn ánh hào quang đầy cám dỗ của làng giải trí. Nhưng lần trốn đấy, bình yên đấy, thanh đạm ấy mà không xời xòa, buông tuồng suông xả. Ông như phần lớn các nghệ sĩ thuộc thế hệ cũ, luôn giữ gìn hình ảnh con người nghệ sĩ của mình một cách cẩn trọng, chỉnh chu, đẹp đẽ trước công chúng, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là lý do mà dù mắc ung thư vòm hồng đã vài năm nay, nhưng bạn bè đồng nghiệp ít ai biết Thanh Hoàng bị bệnh, khán giả thì càng không. Ông vẫn làm việc, vẫn đi quay phim, đóng kịch bình thường, vẫn thể hiện một tinh thần sung sức, lạc quan và tỉnh táo. Chỉ gần đây khi cơ thể bị xuống dốc, sa sút nhiều, đồng nghiệp mới biết tình hình sức khỏe của ông nhiều hơn. Nữ diễn viên Hồng Ánh chia sẻ trên trang cá nhân của mình, sinh thời nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng rất thích hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có lẽ ông đã sống, đã cống hiến cho nghệ thuật, đã làm tròn vai trò của người nghệ sĩ theo đúng tinh thần của một cây thông đứng giữa đất trời ấy, luôn vươn thẳng, hiên ngang, kiêu hãnh, phụng hiến tận lực và đẹp đẽ đến phút cuối cùng của cuộc đời.